hai bà Trưng. Camera bảo biết hả? Đi này bỏ sao? Bỏ dây này nè, bỏ camera giờ. Xe cổ ở bên kia rất là nhiều. Đã rồi. Bên đây là cái bên, cái bên mặt chính của bưu điện thì như là mọi người có thể đi du lịch, có thể gửi hàng hóa. Còn bên đây là bên giao nhận các hàng được thì chính thì nói chung là mọi thứ là giao nhận hàng hóa là ở bên hông bên này. Đó. Còn trên đường hai bên chân đường này là bạn này là hai chiều, đường hai bên chân là hai chiều. Có thể đi dạo đường về chiều rồi thì chỉ trời không có nắng nữa, nhưng mà cũng không mưa, nhưng mà đường thì là trời nó cũng hơi tối. À đúng rồi, bên này là bên mà người ta sẽ khách hàng quá thì cho các cái chuyến đi quá thì ship đi số các người vận chuyển. Đường phố Sài Gòn các bạn thì sẽ thấy là xe Honda rất nhiều đậu trên vỉa hè chạy trên đường phố. Biết là phía trước mặt là đường Nguyễn Du rồi mà không biết mình có đi thôi, mình sẽ không làm một sự review nguyên cái đoạn con đường Nguyễn Du xong. Để con đường Nguyễn Du là đường Nguyễn Triều, mình sẽ đi đường hai vật chân này thoáng qua. Thấy các bạn, này sẽ còn một cắt tông thì là sốt rồi đã đây nhé. Ngã tư của Nguyễn Du hai bờ chân và có bán rất nhiều. Mình sẽ đi thẳng cái này ra bến tàu á, thẳng cái này là mình sẽ đi ra bờ sông Bạch Đằng ở đó. Ngoài bán xỉ lẻ các loại thùng dây, ngoài đây là đường hai bờ chân đường rất là sạch. Như bên đây là bệnh viện hay sao không biết luôn. Tôi sẽ gọi người mấy năm rồi mà tôi chưa đến bệnh viện, bệnh viện Nhi Đồng hay sao. Đó. Chắc đoạn đường này nó hơi buồn tẻ này thôi, chắc mình lắp camera chung là chỉ có người đi lại thì mình đang đi bộ trên cái vỉa hè rất là hẹp hai bên là một bên là người ta trồng cây và một bên là xe hơi người ta đậu, cũng là rất là ít các phương tiện. Nhìn cho các bạn nhìn thấy cái xe thì chắc hôm nay không có cái xe này, đường hai bên chân ít khi kẹt xe, cũng kẹt nhưng mà phải chắc là 6-7 giờ. Nhưng bây giờ mình phải đi về, đến xe ít rất nhiều. Sạch sẽ. Tức là Sài Gòn hiện nay bây giờ đường phố nó sạch sẽ,